Rồi, lần đầu tiên kênh YouTube Nhân Tăng Châu xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2023 âm lịch. Kênh YouTube Nhân Tăng Châu có mặt tại Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo, xã Long An để quay các cái đoàn xe hoa chạy diễu hành mừng kỷ niệm 104 năm ngày đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thì hiện trước màn hình nhỏ quý vị đang nhìn thấy thì đây là ông rùa của xe hoa của Ban Trị Sự xã Long An. Nếu như cô chú anh chị thấy hay, hãy cho một lượt thích và một lượt đăng ký kênh để kênh YouTube Nhân Tăng Châu có nhiều động lực quay video cho cô chú anh chị được xem. Anh chị cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Vì thời cơ đã đến, lấy điên định hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép hoài linh mà cứu an, tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này trải qua bao kiếp, trong địa cầu lăn lộn mấy quen, tùy cơ pháp hiện kiếp luôn. Rồi, thưa anh chị, hôm nay thì trước màn hình anh chị đang nhìn thấy thì Ban Trị Sự xã Long An đang làm lễ an vị chân dung để chuẩn bị chạy diễu hành xe hoa mừng ngày đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ ngày 25 tháng 1 năm 1919, ngày 25 tháng 1 năm 2023 đó anh chị. Đây, hiện nay thì Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo xã Long An. Bài này ngày viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Chúng tôi xin ở đây là bà mấy chú trong Ban Trị Sự đang làm lễ an vị chân dung tại Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo xã Long An anh chị. Đây là tất cả các cô chú đang có mặt tại Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo xã Long An. Mình có mặt giờ này là khoảng 2 giờ rưỡi chiều đó anh chị. 2 giờ rưỡi chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023 âm lịch. Thì trước màn hình anh chị đang nhìn thấy thì tất cả các cô chú đang có mặt tại Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo xã Long An để làm lễ an vị chân dung, để chuẩn bị chạy về diễu hành xe hoa mừng ngày đại lễ đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ kỷ niệm 104 năm anh chị. Đây là hiện nay thì thầy trò của đường Tam Tạng, bên đây thì tôn Ngộ Không, bên đây thì đường Tam Tạng, bên đây là xe tăng anh chị, còn bên đây là bát giới, rồi đây là tất cả đang làm lễ. Các thầy trò đang làm lễ chuẩn bị chạy diễu hành xe hoa. Tưởng gì muốn đảm bảo tỉnh Ba Cá, tỉnh Đức Thầy Hai Cá, chay cho bằng con tim. Sao mình cháy rồi, chỉ bằng cái tỉnh bằng con tim Ba Cá. Xong, vậy chắc anh mới được đi những thằng mình ngày nay đấy. Cái thời tiên dành, cái mời, cái mong kia. Rồi, ok.
Đây, hiện nay xe đây là xe của ban trị sự xã Chấp Hông anh chị. Đoàn đang tập trung có mặt tại dòng xuyến Long Phú. Đây là chiếc xe quà của ban trị sự xã Chấp Hông. Xe khác ở trong đó, khác ở trong đó đó. Xe khác ở đó đi. Xe ban tổ chức của xe qua xã Chấp Hông anh chị. Đó, đây là xe qua của ban trị sự xã Chấp Hông. Rồi hiện nay đoàn xe qua rồi đang di chuyển về dòng xuyến Long Phú. Đây là đoàn xe qua đang hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2023. Ngày kỷ niệm 104 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ anh chị. Anh chị thì hiện nay thì các đoàn xe qua đang tập trung tại có mặt tại dòng xuyến Long Phú. Ở đây là đoàn nghệ thuật Lân Sư Dòng, đoàn nghệ thuật Lân Sư Dòng Tâm Sơn Đại Việt. Đây là xe hoa của đoàn xe hoa của xã Vĩnh Sương. Còn đây là xe hoa của xã Vĩnh Sương cô chú chị. Xe hoa của ban trị sự xã Vĩnh Sương. Rất là đẹp mà cô chú chị. Ủa, xe nào hả? Dạ hả? Dạ dạ. Rồi tiếp tục mình quay. Đây là xe lăn của xã Vĩnh Sương anh chị. Rồi tiếp tục đây là xe của đoàn xe của xã Vĩnh Sương. Đây là đoàn xe qua của phường Long Châu. Hello hello hello. Chào hết nha. Rồi ok. Rồi, thôi vô mấy hiện giờ mấy em đang mình đi theo mình hỗ trợ cho đoàn lăn nào vậy? Xã Phú Vĩnh, xã Phú Vĩnh. Xã Phú Vĩnh đoàn nghệ thuật lăn Sư Dòng phải không? Dạ dạ. Tên gì? Võ Anh. Võ Anh đúng không?
đó đây, lấy cái bảng gió nè, đoàn nghệ thuật là dòng gió nếu quý vị. Đó mấy em mình đâu rồi, giơ tay lên họ khai báo coi nè. Cả nhà nha. Rồi, cảm ơn mấy em nha. Ok. Quá vui nè, nè, nè mấy em quá vui, nhìn lại cái đất đây. Hai ba nè. Rồi, đây là đoàn nghệ thuật lân sĩ dòng gió anh chị. Đó. Đây là xe hoa của ban trị sự phường Long Châu. À, mô hình xe hoa của ban trị sự phường Long Châu rất là hấp dẫn anh chị. Đó. Xe hoa của ban trị sự phường Long Châu. À, đây là các em ở trong cái đoàn nghệ thuật lân sĩ dòng gió anh chị. Rất là đông anh ha. Hello con ha. Rồi, đây là hello mấy con ha. Hello con vô kênh YouTube Nhân Tăng Châu nha. Hello ha. Vui nè cả nhà ơi, quá đông vui ha. Rồi, 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 ok, chào, chào, chào. Rồi, hello con. Rồi, đây là xe hoa của ban trị sự phường Long Châu anh chị. Đó, xe hoa của ban trị sự phường Long Châu. Rồi, lên luôn, lên luôn. Lên luôn. Đây là xe lăn của xã Phú Vĩnh. Đây là xe hoa của ban tổ chức xã Tân Thạnh nha anh chị. Hello con, hello hai con nha. Vào kênh YouTube Nhân Tăng Châu ủng hộ, đăng ký kênh chú ủng hộ nghe con ha. Rồi, xe hoa của ban trị sự xã Tân Thạnh nha anh chị. Đây là mô hình cầu bê tông nông thôn. Đây là xe hoa của ban trị sự xã Tân Thạnh nha anh chị. Rất là đẹp. Rồi, tiếp tục mình quay dạ này luôn. Đội lăng xã Châu Phong. Ủa con. Rồi, tiếp tục đội lăng xã Châu Phong. Rồi xe của ban tổ chức xe qua ban chị tổ chức xã Châu Phong luôn anh chị. Đây là xe qua rất đẹp, đây là mô hình Phật Bà Quang Âm đang đứng trên tòa sen anh chị. Ôi chào quý huynh. Đây là các bé lục và đồng tử ở dưới Phật Bà Quang Âm. Ồ, Vinh này vui quá ha. Đó. Hello. Ở đây là Phật Bà Quang Âm anh chị. Hello. Chí là ba vị Phật Bà Quang Âm ha. Bà Quang Âm của đoàn xe hoa của xã Châu Phong anh chị. Ôi đây luôn, đây luôn. Ôi chào luôn nha. Đây là cái đoàn xe hoa Phật Bà Quang Âm và các lục đồng tử đi trên cái đoàn xe hoa rất là đẹp mấy đại. Rồi quá đẹp luôn mấy đại. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2023.
Thì hiện nay là đây là chiếc màn hình nhỏ quý vị đang nhìn thấy. Rồi tất cả các cái đây là Phật bà Quan Âm nha, các lực lượng đoàn thể của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong. Rồi, đóng vai Phật bà Quan Âm. Rồi bắt đầu nè. Đến nay rồi, đến nay rồi. Đến nay bắt đầu đến nay mình dùng bánh xèo đó. Rồi Phật bà Quan Âm với các lực lượng đoàn thể vô dùng bánh xèo luôn. Quá luôn nha, vô ơi, hay luôn nha. Ồ, ở đây bánh xèo quá vui luôn à, võ anh nè, đó bên. Ồ, đâu quen ơi, bánh xèo 1 2 3 vô đây nè. Đồ ngon. Ngon không mấy con, ngon không, ngon không? Rồi, ngon quá, thằng nó dặn mấy cái rồi, nói rồi. Hai cái ha, rồi. Rồi ăn cái khái vô nha. Bánh xèo mình đãi miễn phí hết mà phải không mấy em? Dạ. Rồi, đó, quá vui à. Bán nước, bán chút. Rồi. Quá vui cả nhà ơi. Hôm nay thì tất cả các cái đoàn xe qua đang có mặt tại dòng xuyến Long Phú để dùng bánh xèo từ thiện. Chú đội bánh xèo từ thiện này của ai vậy mấy anh? Không, cái đội bánh xèo từ thiện này nè. Tám thi ha anh? Dạ. Rồi kính thưa quý cô chú anh chị, thì đoàn đội bánh xèo từ thiện của anh Tám Thi đó quý vị đang đãi miễn phí hoàn toàn tại dòng xuyến Long Phú cho tất cả các cái ban trị sự và cũng như các cái đoàn xe hoa chạy du hành. Dạ, đoàn này cho trong đoàn xe hoa của ban trị sự xã Vĩnh Sương đó anh. Dạ, thấy cái mô hình chùa nãy trên xe đó phải không? Mô hình chùa thủ nhỏ đó phải không? Dạ, quá đẹp rồi chú ơi, con trời con chào chú. Ông hai nè. Dạ, ông hai, dạ chào ông hai. Hôm nay mình đến đây mình đi chạy du hành, mình ngày gì anh hai? Mình ngày gì của Đức Thầy, ngày... Dạ, rồi, con chúc ông hai sống khỏe nha. Dạ, con chào ông hai, dạ. Đãi miễn phí hoàn toàn, đang dùng bánh xèo đãi miễn phí. Rất là đông cả nhà. Đặc biệt là đây là các lục đồng tử. Hôm nay cái đoàn mình đến đây mình dùng bánh xèo thấy có ngon không anh? Giờ hỏi thiệt quý vị, hồi đó giờ quý vị thấy bánh xèo chưa? Dạ. Dạ, bữa nay là Phật bà Quan Âm bằng bánh xèo ha. Dạ. Rồi, dạ. Chúc anh ngon miệng nha, cả đoàn mình ngon miệng nha anh ha. Dạ. Mấy lục đồng tử cả nhà. Dạ chị. Dạ, mấy lục đồng tử đang dùng bánh xèo ha. Đây là đoàn xe qua ban trị sự xã Châu Phong. Đó, mấy cháu nó đóng giờ trong vai lục đồng tử. Đó, vậy là phụ tử đang dùng bánh xèo. Mấy con nghe chú hỏi nè, mấy con bánh xèo có ngon không? Ngon nha. Rồi. Đó. Biểu diễn cho giỏi vô nghe con. Hiện nay thì điểm dừng chân tại dòng xuyến Long Phú của quý chú chị. Thì đang dùng bánh xèo từ thiện đội bánh xèo của anh Tám Thi. Hồi nãy bên kia thì các lục đồng tử con chào con rồi chào con nha. Đây là Tâm Tạng ha, đường tăng nè, xe tăng bắt giới luôn. Đây là đoàn xe qua của ban trị sự xã Long An. Nó thầy cho đường tăng đi thỉnh kinh nè, bây giờ tới đây mệt dùng bánh xèo nha cả nhà. Đang dùng bánh xèo tại dòng xuyến Long Phú cả nhà. Giờ đường tăng mình bánh xèo này, bánh xèo chay, bánh xèo mặn đường tăng. Đường tăng ăn chay, giờ bánh xèo chay chứ, bánh xèo mặn sao được. Đường tăng là mình phải bánh xèo chay, đang dùng bánh xèo chay. Rồi bác giới đâu tới rồi, nãy giờ không thấy. Bác giới này hả? Bác giới mình nãy giờ mình dùng mấy cái bác giới? Chưa dùng hả? Rồi, thêm như cái bụng này là chứa mấy dĩa? 2 dĩa, 5 dĩa. 5 dĩa hả? Cái bụng này, cái bụng bác giới chứa 5 dĩa nha anh chị. Nó thấy không? quá cái bụng của bác giới rồi. Đây là xe tăng bữa nay nhìn thấy đẹp trai ha.
xe tăng bên đây nhìn thấy đẹp trai quá quý vị ơi. Đó, đây là xe tăng. Xe tăng mình ăn ít thôi, mình dùng cho sư phụ ăn đó phải không xe tăng? Có bác giới là nó dành ăn ngoài này nè, bác giới nè bên đây nè. Nè, mấy giờ nó năm dĩa đó. Bác giới là năm dĩa. Dạ. Dạ, đây đó nó. Nó bác giới đó, dạ. Bác giới đó, dạ. Dạ, chị, dạ. Đó, chị mới đụng vô bác giới đó nha. Dạ. Đây là các lực đồng tử với các Phật Quan Âm của đoàn xe qua ban trị sự xã Châu Phong anh chị. Ông Hoài Nhi đây phải không? Dạ, quay mấy bé nó đưa lên hình nó đây nha. Đẹp quá đẹp ha. Đó, mấy bé nó đang dùng bánh xèo nha. Đây hiện nay là tại đội bánh xèo của anh Tám Thi nha quý vị. Có mặt tại dòng xiến Long Phú. Đây là mấy anh đội đoàn là lăng của ban chỉ sự xã Châu Phong nha. Rồi để giờ anh dùng mấy anh dùng bún xèo có ngon mấy anh? Ngon không? Dạ, dạ ha. Rồi tiếp tục hành trình mình sẽ di chuyển diễu hành chạy gì đâu nữa. Rồi tiếp tục đến vô chùa. Làm có mấy dĩa nữa. Vĩnh Hương vào bắt đầu mình trở về cầu Tân An vòng Châu Phong. Dạ. Châu Phong bắt đầu về. Ờ đây là mấy anh đây cho mấy anh và mấy em đó trong ban đội của xã Châu Phong mình nè. Ôi dùng bánh xèo có ngon mấy anh? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ủa rồi cả nhà nha, hello đó, ngon quá, dùng bánh xèo. Đây là anh Hiệp ạ. À, mình hôm nay mình đi theo đoàn nào anh? Ban trị sự Cháu Hảo. Xã nào anh? Xã Long An. Dạ, mình tiếp tục mình diễu hành đi đến địa điểm nào nữa anh? Đi xuống. Dạ, chùa Võ Châu Tự đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Dạ, em chúc anh và chị và cả đoàn mình được vạn sự như ý nha, hello nha. Hello, dạ, quá vui, dạ. Bữa nay cho anh Nhàn là nổi tiếng luôn anh Nhàn ơi. Bữa nay là nổi tiếng luôn khắp YouTube luôn. Dạ, vô tư anh. Dạ, trưởng đoàn đang uống đá bào hả vậy anh? Đâu uống đá bào phải không? Dạ. Đó. Đây là đang dùng bánh xèo xong bắt đầu di chuyển tiếp tục nha anh chị. Đó, đây là đang dùng bánh xèo xong bắt đầu di chuyển tiếp tục lên xe là đi đến chùa Võ Châu Tự. Đó, đang trong giai Phật Bà đang tiến hành lên đó nha anh chị. Rồi đi nè. Bây giờ mình từ từ lên xe hết chú Năm hả? Rồi từ từ đang di chuyển lên xe nè cả nhà. Đây hai con nữa đây. Tại vì sợ chảy cái ly nước đá dạ. Dạ. Đây là đoàn đang di chuyển lên xe tiếp tục là về chùa Võ Châu Tự đó quý vị. Đây là xe hoa của ban trị sự xã Vĩnh Sương anh chị. Con chào mấy cô mình ở đoàn xã nào ạ? Xã Vĩnh Sương. Dạ ban chị.
Dạ chú ông Tám phải không? Dạ. Cái đoàn của mấy cô quá vui hả quý vị. Dạ hôm nay là ngày gì dạ cô? Ngày lễ của ngày sinh của thầy. Dạ ngày sinh của đức thầy. Dạ. Rồi cô chúc mấy cô được mà mạnh khỏe nha mấy cô ha. Chào mấy cô ha. Hello mấy cô. Dạ. Rồi hôm nay là các đoàn xe hoa đang di chuyển về chùa Võ Châu Tự đó quý vị. Là đó xe hoa đoàn xe của chùa Võ Châu Tự. Dạ. Đó quá đẹp đó quý vị. Rồi tiếp tục đây là đoàn xe lăn của xã Vĩnh Sương. Rồi hiện nay thì tất cả các cái đoàn xe hoa rồi đoàn xe lăn của xã Phú Vĩnh. Rồi đây là chiếc xe hoa của ban trị sự xã Vĩnh Sương nghe cô chú anh chị. Dạ chào. Ban trị sự phường Long Châu. Đây là đoàn xe lăn của xã Châu Phong. Ồ, thầy trò có Tông Ngô Không ngồi trước nữa kìa quý vị. Dạ, chào anh. Tông Ngô Không đây là đoàn xe lăn của xã Châu Phong. Đó, xe của ban tổ chức nha quý vị. Đó, xe của ban tổ chức xã Châu Phong ha. Rồi hiện nay thì đoàn nghệ thuật lăn sư dòng Gông Si. Đây là đoàn xe qua ban trị sự xã Long An đội lăn á quý vị. Rồi xe này xe của ban tổ chức. Bên trên có chân dung đức thầy. Đây là xe qua ban trị sự xã Tân Thạnh. Đang di chuyển qua cầu Tân An về chùa ông Tám đó cả nhà. Rồi đây hello Minh Đức ơi. Rồi xe qua của ban trị sự xã Châu Phong. Đây di chuyển qua cầu Tân An đó cả nhà. Rồi thưa cô chú anh chị, hôm nay là kênh YouTube Nhân Tân Châu có mặt để quay các cái đoàn xe hoa. Hiện nay thì các đoàn xe hoa đang chạy du hành về chùa ông Tám ở xã Vĩnh Sương đó cô chú anh chị. Đây hiện nay là chiếc xe đầu tiên là chiếc xe của ban trị sự phường Long Châu nha cô chú anh chị. Rồi xe của ban trị sự phường Long Châu. Anh. Rồi. Châu Phong, đội lăn của xã Châu Phong nha. Rồi xe của ban trị sự xã Châu Phong. Rồi xe của ban tổ chức xã Tân Thạnh nha cả nhà. Rồi hiện nay là đoàn xe qua. Mình nãy giờ quay ở đây cho mặt của mình đây. Quay hai đứa này ơi. Rồi hiện nay là đoàn xe qua đang có mặt tại mương cầu Gián mình nha chị. Hello nha. Đây là đoàn xe qua đang có mặt tại mương cầu Gián. Rất là đông đây nha. Rồi anh chào em.
Hôm nay em có cái niềm vui nào? Dạ, em thấy cũng vui lắm anh, tại ngày lễ của ngày lễ Đức Thầy. Quả Hảo. Dạ, Đức Thầy. Dạ, Đức Thầy sẽ chiếu hành cho bà con ha. Bà con được xem. Dạ. Này kia, cái nọ. Dạ, rất là vui ha em ha. Dạ, dạ, rất là vui anh. Rồi dạ, em mình từ đâu mình đến đây ạ? Dạ, em từ dưới Tân Châu, Long Sang lên đây anh. Vậy đó ha. Dạ. Rồi, vậy chúc em được vạn sự như ý nha. Dạ, dạ, rồi, dạ. Thượng lộ bình an nha. Hello dạ, con. Dạ. Rồi, hello. Ôi, đây là xe hoa của hello 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 hello. Ôi, quá đẹp quá cả nhà. Đó. Đây đây thì đoàn xe hoa của ban tổ chức xã Phú Vĩnh. Rồi. Hello mấy đứa nha. Rồi mấy đứa nha. Mấy đứa ủng hộ nha, mấy đứa ủng hộ đăng ký kênh nha. Cả nhà, dạ. Đưa nó sao đây. Rồi, kênh YouTube của chú đó Nhân Tân Châu đó nha. Mấy đứa đăng ký kênh ủng hộ nè. Hello các anh nè. Chào. Hello, hello. Quá vui ha. Rồi, quá vui cả nhà ơi. Rồi, cảm ơn mấy con. Đó, xe hoa của bà xã Châu Phong. Rồi chú chào mấy con đi hôm nay đi giải này có vui không ạ? À? Vậy đây ha, vậy đó. Rồi quá vui ha. Dạ. Hôm nay cảm giác thấy mấy chiếc xe hoa ở đây sao ạ? À? Mấy chiếc xe hoa đẹp không? Mấy chiếc xe hoa đẹp phải không? À, rồi hello nha. Rồi hôm nay mình đi theo mình cổ vũ cho xe nào? Rồi xe nào cũng cổ vũ cho ha, quá vui ha, quá vui, quá vui. Rồi mấy em quá vui cả nhà. Rồi quá vui, quá mấy em đi theo cổ vũ cái xe qua. Quá vui.